Bảo nhang khởi thank you.
tiền tả hữu ý. Bồ Tát Tăng Thiên Già Na, Đức Hộ Pháp Di Đà Thiên Tướng, Vận Thần Thông Vô Lượng ra du miệng đàn tiêu tai trướng. Nam mô hương cúng giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương cúng giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương cúng giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Sa loa thanh giá thành bóng đệ tam kinh mười thành mẫu đệ tam
xích lân long nữ ngược biển thủy cung trên xuân thế con nhà nho sĩ văn đức tài lão thị là tên nhường chung nguyên sẽ thơ nhớ âm mơ cung nguyên xôi kinh lâu sử thầm chuyên biệt đời chúa tư tuổi dãi dầu sương tuyết đỉnh non xanh bóng nguyệt hắt hiu tua chiều thảnh thơ nắng sớm mưa chiều hương in khắc khoải như hoa giới hương định hương giữ tuệ hương giải thoát chi kiếm hương quang minh vân đài biến pháp giới cúng giảng thập phương vô lượng phật hương tài nhiệt lô phần bảo đỉnh trung chiến đàn trầm lục dẫn cam cung lương nhiên liễu liễu liên hoa động chữ phật bồ tát hạ thiên cung thánh lương sơn la hán hạ thù nhân gian cúng nam mô nhang cúng giảng bồ tát ma ha tát nam mô nhang cúng giảng bồ tát ma ha tát nam mô nhang cúng giảng bồ tát ma ha tát khai quang song nhan thượng cờ diệu quang minh chiếu từ trung ngã tích tăng cúng giảng kim phụ hoàn thân phật thánh chúa thiên trung vương soạn thánh giá trần chiều văn võ quân thần anh linh sắc sàng ân cần ngài giúp tôi
truyền phán các quan đồng về truyền phán các quan tả văn thứ võ lưỡng ban đạo đàn lệnh truyền văn võ đôi hàng khai quang dòng nhan thậm cờ diệu quang minh chiếu từ trung ngã tích tăng cúng giảng kim phụng hoàn thân cần thánh chúa thiên trung vương sơ dâng lên tương lai tâu sơ dâng lên đức ông tấu đấu y chép biên rõ ràng đồ cho để thể bình an xuân đa cát thanh y hạ đẳng bình an thuần về tiếp lộc ban tài thu tới tiếp tiếp hưởng lộc no thai bình hề đối quy tâu đệ tử con xin cúi đầu đặt đối quy tâu đổi ra sứ hồng để trước công đồng lại về chứng minh nước ông về người tâu sớm lên trần thế soi ra trong chốn gia trung mồ mả đất cắt xa sự dựng vườn đường công danh đường sự nghiệp đường tình duyên đường căn số đường vận hạn của các gia các chủ trừ tà sát quỷ cứu nhân độ thế cứu người trần gian cứu người nào được người đấy ta cho danh cho diện cho lộc cho tài ban khen ban thưởng cho các thủ nhang đồng đền đồng điện pháp văn pháp thư tay quỳnh tay kế lính ghế bốn phủ ngày hôm nay về đây tác phúc trợ duyên cho họ Lý ha. Phép hành sư bạch quy chỉ doanh thiên cương thái ất tung hoành tứ kỳ bát sinh quan tình giật đồ miêu được quy mô
lập triều đình. Cương kỷ Hưng Long vì danh cái thế anh hùng Bắc Nam viết thành Tây Đông xưng thành quân kéo đi đường đường chinh chinh cơ đội nào nghiêm chỉnh trước sau dưới thuyền xin bộ đua nhau cuốn lưng lợn đuôi lắc đầu cát nơi sông thành giá đời trần đi trấn an nam hải đức đệ tam dòng dõi kim chi hoa hải đưa hoàng thiên nơi thỉnh vương cô đệ nhất na phủ mạc vương là đất na trầm oanh thạch giá đệ nhị đại hoàng tổ vương cô đệ nhị đại hoàng thông minh chính trực ơi cô đảm đang việc gì đời xa cửa suốt tờ mờ trông dài cửa suốt tờ mờ chiếc thoi quê lập lờ cửa ông thành giá xong triều đình có giặc phạm nhan cậu đánh đông dẹp bắc ơi cho hàn nước nhà thành giá you
tông nguyên hoàng gia đại đình tam đảo quê nhà. Điều lành điều giữ phán cùng
dần gian, thương ai cho núi ngọc đón vàng ý à. Dù quang minh chiếu từ trung nga tinh tăng tung dạ kịp bùng hoàng lân cần thân chúa tiên dung vừa ý hà chùa đốt đuốc vào ra sớm chiều hồ mây nặng chịu lưng đèo ý à. Đường trắng tỏ lên non một bầu son sắt tốt tươi sườn già đêm màn mùa đang hai hoa đi lên trên ngàn mùa đang hai hoa lên trên ngàn đi lên trên ngàn mùa đang vào là đất xòe ra đi là trời cũng vào là đất xòe ra là trời đêm đêm biết biết xa người ý à. Chạy hồi bạn đến đây sang chưa tiền đường bay bay về ôm với bạn đến đây chúa vui vì hồn múa là vì đây múa ca sang tối linh hài hoa bà dạo chưa khắp nơi chim ngoài những lối mời hát khúc ca mùa xuân nhờ mây chim xa xa chim tung cánh bay rợp trời hòa mình vào nắng mới khúc ca yêu kiều tiếng con suối uốn quanh sườn đồi hòa vang khúc ca hòa mình vào trong nắng mai khúc ca mùa xuân cánh bay hân hoan sao đón mừng chúa về điện đây mây giáng lâm độ cho người dần gian nhất nhất tâm chúa độ cho sớm
bạt vàng, tay hơi bề bạt rừng vàng, đem cho trăm họ giàu sáng đời đời, đem cho trăm họ đời đời giàu sáng. Sơn đình là nơi sở tài, thấy một người khí khái khôn ngoan, mẫu phó cho phụng sự khói nhang nghi. Suối dài oan quân khúc minh minh chân chân trường sinh nghi có nước tây màu. Một vùng xanh ngắt có hoa vui về nước dày non ba yên đi. Bầu trời cảnh vật non tiên thấy ngàn ta.
nhắc đời đời bất hồ. Có nước vàng thác bạc như nghìn, có cầu có nước sông truyền ý à. Nguyệt hồ dâng văn tiên chúa, Nguyệt hồ Sơn Lâm yên thế là nơi quê nhà. Ai lên đến cao sơn Bạch Mã hỏi thăm đền chúa Nguyệt nơi nào, hỏi thăm ga kép đi vào. Dầu ai đi xem
tay truyền cho sắm lễ tròn ngày bắc cầu thước để duyên vầy phượng long an.
chớ đi. Ai muốn mà
mà xem bói chưa bấm đồn tay bắt hình còn ai lỡ dở duyên tình ai. Chỉ cần chăm họ thực tâm ý với bạn.
xanh, đây người tiên nữ hách danh phàm trần ná ơi. Chúa vốn lại thục nữ ý sơn ý dân ý, lại lầm đất thánh ở sơn lầm ý thượng ngàn à. Đền thờ lập ở mà bên nì đàn, lối sang phố vị, lối sang tới Lạng Thành. Dân cư chân chất thực thành, xưa nay vốn tính hiền lành cần lao à ơi. Xuân sang nở thắm bông hoa đào à, lững lờ nước chảy như lạc vào đến đông tiền. Bản làng mở hội mà thường mà niên, lồng tồng ti lượn vẽ nên đi hữu tình. Thượng ngàn tòa ánh bình minh, nghiêng nghiêng non lá xinh xinh gót hài áng ơi. Sơn dân mà tóc tuyết trước hoa tài à, miệng cười lấp lánh điểm vài mà bông hoa. Sơn dân này, sơn dân tóc tuyết hoa cài, miệng cười lấp lánh điểm vài bông hoa. Thu sang thời hai quả mà thanh hồ trà, dâng lên thanh mẫu huy, dâng quả mà sơn hồ trang. Dòng chơi các bản các lang, dòng tầm hà tu đôi hàng quỷ tâu à ơi. Giang ai mà thấp thoáng ở bên thì lầu à, chàm xanh đai thắt trên đầu khăn chấm hơi à. Miệng cười tỏa nắng nghiêng nghiêng, mặt đã hoa mày liêu từng duyên khác chân ná ơi. Giang thành nghi lịch sử mà muôn nổ phần à, tay ngã uốn khúc gót chân yêu kiều à. Mắt ngọc này lấp lánh trước cổ kiêu, lưng ong thắt đáy ô muôn điều mà lung ô. Đừng nhàng lê mẫu vơ tòa, kiêu kiều nhã nhạc hát ca mà vang rừng. Các nhật lượng thời đại sáng từ trung nghiệp ký à ơi à. Về đồng làm lễ dâng nhang, lễ Phật muôn bay chín mười phương độ trì. Tay dâng nhang nguyện niệm từ bi, tam tòa thiên thánh chứng minh cho đồng làm. Bài sai tâm mộ tính nghi hay dùng hai đi tìm
ngựa đồng chứng lễ mà sơn trang, đồ cho đệ tử bình an mưa đời đời. Đệ tử còn chẳng dám đơn sai, nhất tâm với Chúa thì đời đời vinh hoa. Sống đăng ai, đăng ai thấp thoáng bên lầu, sống đăng để tiên Chúa mùa hậu mẫu vương, nhắc trông đến sáng từ hào quang. Sống đăng xuống mùa nhịp nhàng bè bay lên đai giòn ngắn giòn dài. Ý à ơi à, đai giọt ngắn giọt dài, tay cầm bó thuốc chân đi hài xào xanh, nhớn sông tình đẹp như sao bắt đầu ngân hà. Ý à ơi à, kìa tay cao tay thấp mới dạt dào à, đây kia số bói múa hậu vào đồng tiền. Ô hôm nay mở hội đầu niên, ý à ơi à. Ngày hôm nay vui mở hội đầu niên, lòng tổng chi lượn vẽ nên cảnh hữu tình, trên thượng ngàn tỏa ánh bình minh. Ý à ơi à, lộc tài như lá mới như hoa, Chúa về Chúa giải khắp ra trong bản đền, ai nhất tâm thời Chúa ban khen. Ý à ơi à, về đồng Chúa đã thương ai, Chúa mở kho lộc kho tài thời Chúa ban đi, Chúa ban cho tài lộc ở trên đường. Ý à ơi à, bán làng vui mở hội thường niên, lòng tổng khi lượn vẽ nên cảnh hữu tình. Ngựa đồng sinh thật mà là sinh, ý à ơi à. Ngày hôm nay giáng ngự mà từ trung, kiều kính kiên tố tổ nùng mà giáng lâm nay. Chúa về giáng quốc lưu ân, ý à ơi à. Về đồng giáng quốc Chúa lưu ân, đồ cho đệ tử muôn phần được ấm êm. Ở lá chầu cánh phượng con tim, ý à ơi à. Đây lá chầu cánh phượng mà mới tên, hương về tươi thắm lại thêm mà nồng nàn. Chúa đổ cho đệ tử bình an, ý à ơi à. Đồ cho đến ghế đình an mà tháng ngày, đồ à cho đệ tử từ nay bình an vô sự hưởng những ngày tốt tươi. Ô nhất ước cửa Chúa ai ơi, ý à ơi à. Nhất tâm mi cửa Chúa ai ơi à, Chúa đã cho lộc đầy cho tài mới ban. Hộ dân độ quốc phù nhà, núi non làng bàn Chúa bà chở che ơi. Những người lên núi chưa xuống nhì khe, Chúa thương Chúa độ cho đi về được bình mồ an. Chúa cho nước chảy được tràn là tràn là, phong điều vũ thuận cho lúa vàng được chiếu bông. Hôm nay loan ra từ trung, miền thiêng bóng núi nhìn trông xa vời à. Chúa
giả ở xóm Hồ Tam Xuân, Từ Sơn, Bắc Ninh, và ngày mai cất tâm tưởng vạn tâm thành, mang mình về gấu, mang mệnh đầu về bán, dạ ăn mày được chú kêu. Dạ chú về chú chứng tâm chứng như chứng hoàng thành, chú lại ban tài phúc lộc, chú chỉ đường dẫn lối cho thế của chú, người của chú, cục của chú biết đường và độ thiên lối cho đi. Dạ ngày hôm nay lầm của chú xá còn lỗi thì chú thương ạ. Chú xá lỗi xá lầm cho khu xá mê cho thần gian con còn khu còn tốt, tuổi còn trẻ đầu còn xanh, con ăn được sạch lạnh chứ không có điều gì. Ô ô thế mà nó ham chơi nhỉ? Chúa cho đi ăn cơm pháp luật cho sướng nhỉ? Dạ lệnh Chúa sang cúng cửa Chúa, người của Chúa cùng một Chúa lại thương. Nhất tâm tưởng vạn tâm cầu thờ ta chơi nhỉ? Dạ lệnh Chúa ngày mai con có của con không? Dạ lệnh Chúa vạn lệnh. Ô thế mà ta cho lệnh ngày 9 tháng 9 nhỉ? Với Chúa cửa nhà được thang ô đình, Chúa cũng phù cho toàn thể mà gia đình lộc tài phú quý khang ninh được thọ trường. Thời Chúa cho lộc bán chứ lộc cả buôn, nhất tâm cửa Chúa, Chúa thường mà độ cho. Chúa truyền đệ tử ấy chớ lo, hành khổ tạo phúc mà giúp cho cõi hồng ăn cơm chặt chưa chặt được rồi. Chúa cho mất thì đã đủ chưa? Gia nữ đồng nghi, gia vũ chúa đằng mà vân nghi, cảnh thanh chốn ấy à, chẳng cần mà phù hoa. Dẫu ai vận hạng chưa qua, chú về tâu đôi xin tòa thanh tiền. Thời dấu ai dở dại có dở hờ điên, nhất tâm cửa Chúa, Chúa cứu liền cho là thôi. Dấu ai căn số nổi trôi, khi chìm lúc nổi Chúa vẫn hồi cho yên. Thanh nhàn nhì dạo cánh nhì non nhì tiền nhì, hôm nay chắc dáng ô bán đền mà chứng nhì cho. Khi tiêu dao rừng xanh núi đỏ, lúc luyện phù gọi gió thép mây. Ô thế mà ai tư thắng này về Sơn Lâm Sơn Trang về cửa của nhà ta hầu ta khi thời mắc võng ở trên nghi cây, khi đi hái thuốc lá cây trên rừng. Vận hạn nì chưa qua, tấu xin tiên Chúa hóa ra được an hờ bình. Dẫu ai nha vận hạn nì linh nì tình nì, Chúa thời ban phép nì quỷ tình nì cũng nì liền.
đã toàn xe giá về ngàn niềm, là nghe tiếng tính chúa bà nán lại nghe ô tiếng đàn vàng khắp miền quê, xe loan thánh giá chúa về thượng tiên ơ, nỗi niềm thương nhớ trung huyền ý à ơi à, thánh giá hồi cung. Chín từ châu thổ năm cảnh rừng bà chúa cà phê khi sung ai đi tìm ý à.
soi từ thành thị tới kinh đô sẽ cho nó được bốn mùa nở hoa sông đang chùa sáng tỏ thân xa đi hà. Số ai chúa tiên binh ngự về người thôn quê hay người mà thành phố không biết rằng duyên số bởi đâu làm cho trong mặt đau đầu càng phu càng vui thank you.
phán các quan, ngài về truyền phán các quan, tả cơ hữu đội lượng ban đáo đàn lệnh truyền văn võ đôi hàng. Khai quang dòng nhan thâm cờ diệu quang, binh chiếu từ trung ngã tích, tăng cúng giảng kim phụng hoàn thân Phật Thánh Chúa Thiên Trung Vương. Văn sơ dâng lên tương lai, tâu sơ dâng lên bài về tâu đối chép biến rõ ràng đủ cho để bình an. Thank you.
đại hàn nắng nỗi rời la, đại hàn nắng nắng nỗi kiều quan đi đào vũ phong lùi đến ầm ầm lệnh sai hà bá thủy thần. Tự nhiên đi dâng nước đi xoay vần đổi trận mưa sai. Xưa nay
huyền hành kiểm soát nơi trước dày thiên cung sổ hội đồng một tay quan giám người cầm giữ mọi tài khôn ngoan.
thường đến đến kỳ mùng ba tháng một một khi giờ dần. Quần quần tiên đón rước chẳng nhuận một ai. Ngũ lôi hiệu lệnh tướng trời, nhị thập bát tú mọi nơi trường tòa. Điều thời vâng lệnh vua xa, rước quan đệ nhị lên tòa thượng thiên. Xong đường mừng rỡ chẳng yên, sao ông lỡ để mà mối phiền dương ra. Sinh thành dưỡng dục mà núi non, lấy ái phía sơm thần hôm xó đành. Vốn xưa ông ở thiên đình, con vua thượng đế sáng thần dương ra. Dù ai có lệnh kêu oan, khấn ông đệ nhị họ khang yên lành. Tiên tư chính trên thông vi, sáng đền sáng thủ anh linh buồn phòng. Chữ sắp phòng tôn quan đệ nhị, đấng anh tài quốc sĩ vô song. Vẻ vang mắt phượng dâu rồng, dung quý tuấn tú uy phong khác thường. Sơn sơn lâm hùng thường uy vũ lĩnh sắc rồng, cai ngự nam ba thiên. Sơn bích động mọi biển quản tân cài thành giá hồi cung. Đệ tam cung thỉnh bởi thái tử, đệ tam phương phi diện mà lòng nhàn khác thường. We'll be right back.
quang minh chiếu từ trung, đã tích tăng cúng dường kim phụng hoàn thân thần thánh Chúa Thiên Trung Vương. Nhang long thành dâng một tuần nhang y tâu về cõi dương gian các tòa hiên đình điểm Diêm La, tấu về thủy thủ nước vua cha độc tình hôn sau là chốt cõi tinh. Tiếng đề ngàn thu
Thạch bàn để quy nghi.
một kỳ có phen lấy ngọc lưu ly ôn côn dẫn nước phép thì không ai ta qua đại giang sống thao sông cả kéo quân về ngài đóng đã bá say vui sướng ca đàn hát tập thành thơ ngâm phú vinh đàn say sưởi bơi có phen lại về chơi dưới toại phủ đóng cân đài y mũ vào cầu hầu cung vương phủ sau hầu đức mẫu vương cũng có phen ngài phi phương biến hóa vô nghệ an thường ngự tòa đại giang chiếc thuyền rồng treo quê buông loan khi trời sông vịnh lúc lúc rơi nghi sông cầu tuyến quang giao miền thác cái thác con khi chơi bạch hạc lúc lúc lên tam cờ dạo thần thơ chơi tàn viên tam đảo truyền chỉ quân nghị đạo tiến phong tiếng chiêng kêu cờ phất trong sông thuyền sau bè trước giữa dòng phải lênh đênh đênh trống cầm cành chiếu vang anh ngồi lốt thanh hoàng sấm đồi dư an triều đình văn võ ba quan sở nghênh đón rước đức đệ tam vị châu bữa giờ lâu phán lời nhân thứ kíp sai lên quan cứu trợ trần gian một tay thái tử đệ tam cứu sinh cũng lắm ngài đồ oan cũng nhiều rước ông lớn đệ tam về tới lành giang ngài cuốn phu các sư đệ tử khang đinh giai trường thọ nguyên quan đệ tử uy hùng dậy vàng chuyển bốn phương đi trên đi trời dưới đất đi đạo Phật nên ý truyền ra bắc sông Ngân Hà liệt hàng tinh đầu bài ra ý để ngang trời đại các nghi
đế kinh tam quan thất đồng ngũ hành nhị thập mỹ bát tu thiên đình hà sa ý. Quyền quan đệ tử uy hùng
ngài dậy ngơ vang. Mới tu qua Nam Tào bắt đầu mệnh dần gian nề lão xếp tích đức quan lớn xét biên thoại trường bao kẻ ác hung cường bạo ngược ní chỉ hại người chẳng trước thời sau lỗi lỗi nhầm có sai đâu sở nguyện như ý, sở cầu quá lớn so đắc tòng tâm thành ra hồi cung lấp liệt tung hoành sao huy lấp liệt tung hoành sư ta sát quỷ quan lớn tuần tranh là một tương lai thank you.
tuần bây giờ lại chắc chắn sáng anh lên trước là bảo hộ thiên đình. Sau xa tu chắc hết ta tinh quen đầy ra chẳng thể biết tay. Cai quang song nhan tập thì diệu quang miên chiêu từ trung hà tình tầng cung giảm tình hồ hoàng không cần thánh chúa tiên trung ương. Vật thường trần gian lễ bạc vật thường bút hoa biên xét xá chi cho lòng trần đổi công danh ơn nhớ Phật Thánh Lộc Hoàng Ân ban đến tận nơi ơn trên quan tuần về xét soi. Có sơ dâng lên hôm nay sớ điệp dâng lên quan tấu đôi chua phê cho dành dành đổi công danh ơn nhờ Phật Thánh Lộc Hoàng Ân ban đến tận nơi ơn xin quan quần về xét soi. Đổi công danh ơn nhờ Phật Thánh Lộc Hoàng Ân ban đến tận nơi oan xin ơn xin quan quần về xét soi. Bách thần ra tặng
phòng công. Quát lớn tuần tranh lẫn liệt hoài hùng, cứu dân hộ quốc nên công hoàng đầu. Một con nguyện tâm sung mỹ thật
trước tòa vàng Phật thanh chứng minh. Hai nguyện đặng chúc để trình lễ nghi bất túc tâm thành hữu duyên. Thứ ba nguyện phụng thờ tứ phủ đến bạc đầu vẹn đủ không sai. Bốn nguyện trước cửa thiên đài tu nhân tích đức vun bồi bằng nghĩa nhân. Thứ năm nguyện cho muôn dân an lạc, nước thịnh trường bán điên được hưng long. Sáu nguyện cho chốn từ chúng quý nga bị sáng lệ mà thành cũng nhiệm màu. Nguyện thứ bảy con cầu bán bệnh thân sáng cường tâm tính thung dung. Tám nguyện cầu chốn gia chung lộc tài vượng tiến tài hùng quan giải trừ. Nguyện thứ chín cầu cho tiên tổ được siêu sinh thoát khổ quy tây. Mười nguyện sám hối nghiệp dày lỗi xin quan xá tội dày mới quan thương. Điền đường tâm hương bái đạo nhất nhất tâm cầu gia đạo được hưng long. Xin quan hiền hiện thần thông khuôn phù họ Lý được hưng long mới thọ trường. Châu thôi lại trở ra đi người tướng bạch hổ lên chầu ngưỡng thiền. Vì cầm quyền ngài đang tra sổ này quan lớn về đổi số cho ai. Thiên sinh văn võ tuân lịch sự đáng sai anh ơi hùng cảnh giác